hello chào các bạn nhé quay tiếp một clip trước khi đi rước hàng nhóc ok bữa nay trả rất là nhiều đơn luôn nha tại vì hôm qua mình không có gói được bữa nay trả đơn nó là cực lực luôn sáng lấy chiến rồi giờ chiều chiều còn chiến nữa ok thì cái này cái cái cần cẩu này đã bán cho anh nha cảm ơn anh thách vật việc xây dựng ủng hộ còn cái cùi này thì mình sẽ lên cái phần này các bạn thì lên phần đó rồi mình sẽ triển khai luôn nha mình triển khai luôn thì các bạn đón xem tiếp những video tiếp theo nha mình triển khai luôn một cái tờ 100 w à. tờ 100 w hoặc là trăm rưỡi hai rưỡi hoặc là 300 để mình thử tải mình test cho các bạn coi nha thứ nhất thứ hai là mình cũng lên luôn cái cây này để nâng hạ các bạn ở đây nó có một cái khớp nó sẽ di chuyển lên xuống á mình rút cái cây ra nha thì nói chung là để mình làm xong mình giới thiệu cho các bạn nhé tờ này ngày mai đi nha bữa nay không kịp rồi à, nay đi còn cái uh, rùa hàng 450 k à, khách nào lấy thì xả 400 cũng được nha còn cái này các bạn đợi tối nay test nha từ trưa uh, giờ có rất là nhiều khách hỏi cái này mình bao tải các bạn một tấn à, tải một tấn thì uh, con này mình lâu lâu cũng bán nha lâu lâu cũng bán hiện tại mình chưa kịp vệ sinh các bạn mình xịt cái hóa chất lên vàng 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 lên đó, vệ sinh sạch sẽ hết rồi mình uh, test trước cũng được còn hai trục sắn nha trục sắn đường kính phi 20 inox à, dài 7 tấc rưỡi con đó thì uh, trục 30 ly nha khoan đất các kiểu à, còn một cái 800 cộng một cái 600 hai à, cái bộ này bữa nay trả đơn cho anh khách nha trả đơn uh, tiếp tục chiều nay tối nay mình làm một đơn nữa sáng mai gói là xong là một cặp này nữa là xong à, mình triển khai qua thằng này rồi thằng này các bạn thằng này à, nửa ngựa nha điện 100V nguyên zin nguyên kiện con này bán các bạn một triệu tư bao ship nha để tên mình rảnh tối nay mình làm test luôn con này dưới chân kia thì mình ráp lại mình test luôn nha lên tay ca chân ga gì đó mình bán rẻ, rẻ rẻ các bạn nha cặp con đồng hồ này khách nào lấy thì liên hệ mình nha mình chỉ bán uh, lấy vài cái về bán lẻ lẻ chơi các bạn cái này không có ôm nha khách nào mua sỉ thì liên hệ chiếu lấy chơi, trưng bày có bán lẻ chơi cho khách thôi tổng giá 90 k một cái bao ship mình đã test rồi nha điện dc các bạn ra phía sau nó cũng có cộng trừ thì chắc chắn là dc nha. cái này à, 30 v à 300 300 v 300 a 60 a chứ 300 a nó nằm đây 800 v 10 đó đồng giá khách nào lấy thế nào lấy bữa nay trả quá trời đường này luôn các bạn tiếp tục những cái đơn mà các bạn có thể chế ứng dụng như à, kéo bạc nè kéo bạc cho vườn lan à, các bánh ống à, chế tời à, xe điện cho em à, các kiểu tân tật nha ô tô của Nhật Công suất từ 100W cho tới 300W nha, khách nào cần thì liên hệ mình. 100W là 400 450k. 100W 450k. 250W 680 mình giảm còn 600, hiện tại đang giảm giá. Và 150W thì cũng còn một hai cái thôi mà không có nhiều nha, thì 550k. Còn cái lớn nhất là 300W là cái này, thì giá là 1 triệu chẳng bao ship. Còn tay ga theo hoặc là chân ga thì lên ở đâu nói luôn thì là 100k một bộ Đảo chiều thì là 80k cái cần gạt Còn cụm này thì 1 triệu tư 50 Của Mỹ Tân hạ 2 tấc 20cm Tải tầm 5 500kg Các bạn có thể đổ cái motor dưới đây nè Để nâng hạ nó Còn cái này thì có anh khách đặt Nhưng mà mình mình test đó các bạn Cuối cùng còn đúng cái một cái là 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 có là có đèn sáng nha còn lại thì nó 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 đứt bóng hết trơn không có bóng để các bạn thấy chui nó vậy các bạn có khách nào về có có thể xài cái bóng khác và lấy nha cái này vỏ nhôm nha chứ không phải là là sắt vỏ nhôm mà thấy cái trái cái này nó dạ lên ha sáng luôn nó, bây giờ có một cái một giờ làm sao ta lấy đi bãi tìm led 65 mm 18 led 65 mm 65 ly Đó, còn đúng một cái để mình mở thử cái làm sao ừ, ra được rồi các bạn cái này là cái chui phổ thông nha Cách nào bây giờ mấy cái mà không có bóng với bạn mình để các bạn là 300 k cặp bao ship nha để bán cho nó xong thu vốn hay lỗ cũng được cho nó xong cái phần này sao khó mở ta ừ, ừ cứng cứng Ê, tự nhiên nó dính luôn cái chui ta cái này để tính sau các bạn cái này đang đang sáng bình thường nè led có khách nào muốn gắn cái đèn nào đời gì đó gắn cái đèn màu đèn gì đó đèn chớp á thì gắn nha bây giờ mình xả hết luôn nha cứ 300 k cặp bao ship ha. có 3 cặp chặn có 3 cặp còn à, cái 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 mà sáng đèn này mình mình mình, mình tính các bạn là một cặp là ba ba rưỡi nha tức là một cặp á, là hai cái chỉ có một cái là đèn, đèn sáng nha là ba trăm rưỡi còn lại hai cặp thì nó không sáng gì hết là 300 bao ship cái củ phát uh, Kawasaki nguyên zin của Nhật 50 hạt chuẩn nha con này cảm ơn anh khách vừa lấy coi như là con này đã xong nha mình ráp cái phần encoder vào để cho nó chống nước nha là xong Đó, và cái phần này đổ keo uh, lại là xong là cái này của anh như vậy thì à, uh, liên quan cổ phát thì uh, mai mốt cô trong tuần này mình soạn ra cái phần nào cổ phát thì phần đó, đó các bạn để đóng về ghê quá còn một cụ áp siêu cao áp 640 VDC 2,39 kW các bạn con này 2.400 vòng thì cũ này mình để 1 ,8 triệu 8 nha bao ship 1 ,8 triệu 8 Ngoài ra còn cũ 2 kW mình đấu về một pha rồi nhưng mà nó hơi xấu xấu Cái này đơn của anh khách nhưng mà nó xấu quá nên giờ mình giao thì nó, kỳ khách nào chịu 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 xấu xấu sáu chút mình bán rẻ về cho xài các bạn ơi củ này bán thì cũng cao cao thì cũng không được hai kw mình đã đấu về 750 vòng hai trăm hai năm mươi Khách nào lấy 2 kw này để, để nhiêu ta ở đây mình còn cũ ba ba ký nè củ này chưa thì đang đang đấu dở dàng củ này thì cũng nói chung cũng đẹp hơn củ hai ký xíu nói chung cũng không có đẹp lắm nhưng khách nào lấy thì mình đấu thì tiếp tục mình bán rẻ rẻ để nó xong cặp ắc quy này mình thay xe mình ra các bạn cái này là cái này là thay gần nhất nè cái này bữa cũng đưa lên chiếc xe đạp điện á à chiếc xe đạp điện mình bán lại một triệu nha bữa đưa, đưa này cái này vô nè xong rồi mình qua cái mạch bút tăng áp mình tăng áp lên mình chạy bình thường nhưng mà bây giờ cái sạc đó các bạn mình không biết mua cái sạc nào cho ok nha làm các kiểu luôn bây giờ sạc không có cái nào sạc chứ nó ngon lành hết trơn không có cái nào sạc mà cho nó no nó ngon đó các bạn Hả? cuối cùng bây giờ để nằm đây còn cái này thì nó cũ hơn nha bây giờ trên mạng mình thấy chăm cái nước các bạn mình cũng mua một chai nước kìa. mà lười biến làm quá mở mở, mở mở ra nha cái này biết mở đâu chắc đây quá nại lên nè mà mở ra trăm nước không mà sạc lại xài đó, mình thấy mình cũng mua một chai nước rồi. mà làm biến quá trời định chuyển qua pin nữa các bạn nè mua một chai nước để cho nó chai nước axit trăm các bạn Khách nào về làm không ta? Ska... Chai nước các bạn, 76 000 nè. Chai chai nước để chăm phụ á. Giờ khách nào uh, lấy hai cặp cặp bình này nha. Mình để các bạn uh, 500 nhưng mà tới nhà chở nha, tới nhà chở à, tặng luôn cái chai nước rồi. Về các bạn mở 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 ra. Mình thấy mình thấy cái clip trên TikTok á là họ lấy một cái uh, cái công dây điện á chập nè. À, cái chập cái cái nào mà nó không có sạc lửa cái là họ mở, 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 mở ra châm nước vô sạc lại là ok nha mình không có làm nhé mình chuyển qua xài pin định mua cục pin nếu mà cái cái chiếc xe đạp điện mà khách nào không lấy mình mua cục pin khoảng 48V chuẩn của nó luôn 15A cỡ 2 triệu rồi mình mình lắp lên cho mấy nhỏ chơi hoặc là khách nào mua thì mình mình mình, mình, mình mua chiếc xe đạp điện mini cái chiếc mà mini gấp gọn các bạn chiếc này nó bự quá bự nhưng mà nó, nó cái này mình bán một triệu nha ic ic là thay ic mới thay ic mới các kiểu rồi về về là lắp vào là chạy thôi còn dây này cắt bỏ rồi mình để lòng thông dây này ba tốc độ 3 tốc độ bữa con khách lấy mà không bán bây giờ lại kêu bán có nhiều độ xây tới xây lui bốn cái 500 này khách nào lấy mình để lại 800 bao ship bốn cái này là 16 uh, 8 hả 8, 8 432 32 viên gỡ được 32 viên trăm trắng của pana cái này cái ruột của con pana nha chỉ có pana nó mới nhỏ nhỏ, 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 nhỏ vậy các bạn nó dài 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 còn lại uh, mitsu thì nó hơi ngắn ngắn, ngắn để các bạn 800 bao ship còn cái này thì cứ 10 k cái nha khách nào mua mình tặng hai cái bán tượng trăm k ống kính con này zoom cũng tốt lắm, zoom cao còn mấy con đen 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 này thì cũng trăm k 10 cái các bạn lộn xộn nha lộn xộn lộn xộn về chế cháo tặng thêm hai cái làm cái clip sự quần sự quần đợi anh khách anh tới anh lấy anh shipper hàng nặng không mà phải phụ ảnh lên chứ để mất công gãy lưng ừ đang có một đơn có một anh khách anh lấy một lúc là năm cái các bạn không biết bệnh về anh chế cái gì chắc là chế, chế, điện gió điện nước gì đó anh lấy một lần là cứ năm cái lần là năm cái nha năm cái sạc vô cho 200 trăm tới 400 trăm watt kiểu kiểu vậy nè hoặc là ngắn ngắn hơn xíu kiểu vậy đi các bạn. <laughs> mình đang sổ rẻ các bạn cái này không phải mình đang sổ rẻ cứ năm cái 1 triệu hai nha năm cái 1 triệu hai cách nào về chế gì đó chế nha năm cái 1 triệu hai mình đang xả rẻ hàng cực cực chất luôn nha cái lô này là hàng mới chưa xài các bạn hàng mới tinh, nhưng mà nó cái này là họ giống như để lưu kho lâu quá hay sao quay phải nó rất là êm luôn quay êm lắm chưa bị sinh mình để cho anh khách là năm mua năm cái tặng cái là sáu cái triệu hai bao ship khách nào có thể để, sao ta chế cái gì ta mấy anh chế cái gì nha năm cái là một triệu hai nha các bạn bao tặng thêm cái là sáu cái nha bao ship từ 200 cho tới 400 w mình lựa có này có kia nha tính tổng ra là 200 một cái xả gọi là xã luôn á ủa cái này giờ sao ta có anh khách hỏi mua lại một cái cái này có anh khách anh kích rồi các bạn chạy thấy phê ghê á thấy đã lắm nha anh nói cái này là nó cái cái gọi là cái cái cái, cái mức chuyển đổi nó tới chín mươi mấy phần trăm các bạn bồi nè này này. À, gọi là siêu đỉnh luôn á là thiết kế đúng bài anh đang kích uhm hoặc cách nào lấy mình bán lại một cái nữa các bạn hai triệu rưỡi cho có lời lời xíu bán uh, thu vốn hoài cái này cũng không khoái lắm nha khách nào lấy thì hai triệu rưỡi một cái nha mình chia lại một cái còn cái mình giữ cho có lời xíu lời được uh, cà phê trừ ship khoảng 300 còn hai triệu hai hai triệu hai lãi được uh, lãi được ít tiền cà phê còn cái này mình còn ba cái nha khách nào lấy ba cái thì bốn triệu rưỡi nha triệu rưỡi một cái còn lấy lẻ thì 1 triệu tám bộ chế hòa khí máy bay còn mấy cây cây này thì mình đang lên cái bộ cái bộ khung giống vậy các bạn nhưng cứng cáp hơn nha mình 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 chút ngược nó lại mình chút cái đầu nó xuống mình làm ở đây mình gắn cái motor luôn mình là làm tay bấm luôn nha giống như cái dạng tời các bạn mấy ép á ép lên ép xuống nha cái khách nào ép ép lon bia cái này khách nào lấy là lấy hai cái về độ chế cái motor ép hai á ép lon bia nha Đó làm một cái khung vuông vuông ép hai trục là lon bia các bạn quay tay quay tay thì đến nó nó đuối quá ha hoặc là lên hệ thống ép tự động còn cái này mình nhận đơn nha khách nào cần cần một hệ thống ép tự động về các bạn muốn ép gì ép à, một cái núm chỉnh gọi là chỉnh hành trình À, các bạn chỉnh càng cao thì hành trình nó ra về càng cao đó ra về càng cao còn một rút để nhấn nhấn cái là nó xuống nha nó xuống bao nhiêu thì tùy tùy cái hành trình các bạn chỉnh à, đây lắp một cái motor lắp là...